Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của Đồ Sĩ Hiệu. Em xin kính chúc mọi người có một ngày thật vui bên gia đình thân thương của mình ạ. Ngày hôm nay thì tiếp tục em sẽ lên cho mọi người những cái mã sản phẩm áo thun cổ biển. Ngày hôm nay thì em chỉ có hơn 10 sản phẩm thôi. Nhưng mà tất cả sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay đều được lựa chọn một cách cực kỳ kỹ càng nha. Và những con này cũng rất đẹp. Nó sẽ đẹp từ về cái thương hiệu này, cái chất lượng của sản phẩm này và cái kiểu dáng và thiết kế ạ. Em sẽ bắt đầu bằng mã Y. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có mã Y1. Y1 thì trên đây em là một sản phẩm của thương hiệu Lacoste. Chúng ta có một cái con cá sấu được thêu trước ngực đây. Đây, tem của Lacoste. Con này nó form slim fit nha, dành cho những anh mà không có bụng bự nha. Tem trên, tem dưới đầy đủ giúp em. Con này size L nhưng mà dành cho các anh mà có cái cơ thể mà nó gọn gàng một chút. Bụng to thì mặc con này nó sẽ kiểu hơi chật, hơi bó, nó sẽ rất xấu nha. Nên các anh nào mà mặc size L và có cái form dáng thì nó gọn gàng một chút thì có thể mặc cái sản phẩm này giúp em. Mã Y1 dài 70 ngang 50 vai 45. Y2 thì em có một sản phẩm của thương hiệu Polo Ralph Lauren. Con này nó cũng rất đẹp luôn. Thứ nhất thì chúng ta có một con ngựa lớn được thêu ở phía bên trái này. Chúng ta có một cái lá cờ của Mỹ và cái dòng chữ Ralph Lauren được thêu ở đây. Con này thêu rất đẹp luôn ạ. Dòng Polo ngựa lớn thì nó không hiếm, nhưng mà dòng Polo mà thêu những cái chi tiết như thế này thì nó cũng khá là hiếm đấy ạ. Con này chất cốt tông. Độ mới thì nó cũng khá là cao, nó không có quá mới đâu nha. Bởi vì hàng và chất cốt tông của nhà em nó sẽ có độ mới không bằng so với cái độ mới của cái hàng thể thao nha mọi người. Đây ạ, chúng ta có một con ngựa lớn ở đây và một cái lá cờ bị ở đây. Con này phối màu đen rất là đẹp nha. Con này thì tương đương với size M thôi ạ. Trên thông số nó để size L, nhưng mà cái chiều dài chính xác của nó thì chỉ có size M thôi. Mọi người cứ chú ý vào cái bảng thông số mà em cung cấp ở đây cho mọi người nha. Con này chỉ phù hợp với những người có cân nặng từ 60 cho tới 65 kg thôi. 60 cho tới 65 kg mà con này giúp em. Chất cốt tông cực kỳ đẹp nha. Con này phối cũng rất là hiếm đấy ạ. Mã Y2. Y3 thì em có một con Lacoste nha. Con này nó kiểu màu vàng chanh. Cái màu nó không phải là cái màu lè loẹt đâu. Cái màu này nó sang lắm ạ. Cái màu này ngoài đời mình mặc lên nó rất là sang luôn. Mã Y3, một con Lacoste. Con này trên thông số để là size số 4 ạ. Thì nó tương đương với cỡ size M và size L. Nhưng mà con này cũng size L đấy. Con này thì phù hợp với các anh mặc size L và có cái form nó nhỏ người một chút, bởi vì nó cũng là một trong những cái dòng slim fit này. Dài 70 ngang 50 vai 44. Mã Y3, một con Lacoste màu vàng chanh cực kỳ đẹp nha. Con này phối màu nó cực kỳ độc nha các anh. Phối màu con này rất độc luôn. Con này được sản xuất tại Nhật Bản luôn. Con này made in Japan nha. Mã Y3. Y4 thì em có một con Nike này. Y4 thì em có một con Nike, nó phối rất là đẹp luôn. Cũng chất cốt tông nha. Con này trên thông số để size M, nhưng nó là size M Âu ạ. Thì nó tương đương với size L của châu Á. Chúng ta sẽ có một cái logo của Nike. Con này được dập bằng cao su chứ không phải thêu đâu ạ. Và mọi người lưu ý giúp em nha. Bởi vì kênh của em là kênh bán những cái mặt hàng đồ sida, đồ hàng thùng, đồ đã qua sử dụng, nên những cái con áo trắng như thế này nếu trong trường hợp nó dính một hai vết dơ nhỏ thì mọi người cũng thông cảm giúp em nha. Và chắc chắn cái vết dơ đó thì mọi người có thể tự xử lý được bằng cái phương cách đơn giản nhất, đó chính là giặt là nó sẽ sạch nha. Còn cái con áo nào mà nó bị bay màu, nó bị rách, bị lủng, mọi người kiểm tra thấy có lỗi thì mọi người cứ nhắn tin cho em, bên em sẽ đổi trả cho mọi người cái sản phẩm khác. Thì cái thời gian mà bên em xử lý những cái đơn hàng như vậy thì nó có hiệu lực trong vòng 24 tiếng nha mọi người. Tốt nhất khi mọi người nhận và kiểm hàng thì mọi người hãy kiểm tra hàng thật kỹ giúp em nha. Rồi, em có mã Y4 dài 70 ngang 50 vai 42. Con này cũng size L nhưng mà thích hợp với những anh mà có cái cơ thể nó kiểu form nó gọn gàng nha. Còn những anh bụng quá lớn thì không nên mặc những cái con này, nó sẽ rất là bó và nó sẽ rất là xấu. Con này chất cốt tông, một sản phẩm chính hãng của Nike. Con này nó phối rất là đẹp luôn, màu nó phối đẹp lắm ạ. Cái con này mọi người mà nhìn ngoài đời thì màu nó sẽ sáng hơn rất là nhiều và độ mới của nó cũng rất cao. Mã Y4. Mã Y5 thì em có một con Polo Ralph Lauren. Con này phối màu đỏ mận này, 100% cốt tông. Con này trên thông số để size M, nhưng mà thực ra cái size của nó là size L nha mọi người. Size M Âu thì tương đương với size M của Á. Chất liệu cốt tông cực kỳ cao cấp. Chúng ta có một con ngựa được thêu trước ngực đây. Con này màu sắc thì nó gần như là còn nguyên vẹn luôn. Form dáng thì vẫn còn rất là đẹp. Chất cốt tông cực kỳ mịn của thằng Polo Ralph Lauren. Một cái sản phẩm như thế này nếu mọi người mua mới thì giá trị của nó cũng tiền triệu nha mọi người, chứ không có rẻ đâu ạ. Chúng ta có tem chính hãng của Polo đây ạ. Cúc phụ còn nguyên này. Con này cũng rất đẹp. Bởi vì cái chất nó sở thích lắm nha mọi người. Chất sở cực kỳ thích luôn. Mã Y5.
dài 70, ngang 57, vai 50, con này tương ứng với size L. Nhưng mà chiều ngang của nó thì phù hợp với những anh có bụng bự nha. Nếu mà các anh có bụng thì mặc con này thì nó sẽ rất là đẹp, bởi vì chiều ngang của nó cũng khá là lớn. Con này size L. Rồi mã Y6 thì em có một sản phẩm của thương hiệu Fila, và dòng này là cái dòng Fila Gold. Con này thì chất nó kiểu thun thể thao đây. Chất thun thể thao, tem chính hãng của Fila. Mã code tất cả mọi thứ còn nguyên. Con này phối màu trắng và kẻ đỏ, nhìn nó rất là sang. Cái dòng thương hiệu thời trang thể thao mà nó làm mấy cái dòng chơi golf ấy, thì cái chất lượng của sản phẩm, cái chất liệu ấy thì nó sẽ tốt hơn những cái dòng khác rất là nhiều. Đặc biệt là cái dòng chơi golf này thì cái chất liệu của sản phẩm là cái điều mà các thương hiệu người ta ưu tiên đầu tiên nha mọi người. Các thương hiệu lớn người ta sẽ tập trung vào cái chất lượng của cái chất liệu này. Con này cũng phối rất là đẹp. Này, cổ nó phối này. Con này cũng rất là mới, con này màu trắng nha mọi người. Một con Fila chính hãng ạ. Con này là mã Y6. Tương ứng với size L giúp em. Y7 thì em có gì? Em có một con CK, một con Calvin Klein. Con này phối màu cũng rất sang nha. Chúng ta có một cái logo chữ C và K ở đây. Con này thiết kế đơn giản thôi, nó là hàng hiệu nhưng mà nó thiết kế một màu đơn giản như thế này thôi. Nhưng mà cái chất liệu của nó thì cực kỳ đẹp và cái phối màu của nó cũng rất là sang nha. Con này màu như thế này thì rất dễ mặc rồi ạ. CK. Con này thực sự cái chất cốt tông của nó rất là đẹp. Cực kỳ mịn và mềm nha. Con này cúc phụ nó vẫn còn nguyên luôn. Một sản phẩm chính hãng của CK. Dài 70, ngang 52, vai 45. Anh nào mà anh nào 70 cho tới 75 kg, cao 1m7 đổ xuống thì lấy con này. Con này rất đẹp nha, con này rất mới luôn ạ. Mã Y8 thì em có một sản phẩm của thương hiệu Tommy nha. Con này trên thông số để size M, nhưng mà thực ra size qua size châu Á thì nó là size L nha. Chúng ta có một cái logo của Tommy được thêu ở đây. Và cái phối màu này, nó phối rất là đẹp luôn. Nó màu đỏ nhưng nó phối những cái đường viên, những cái đường chạy sọc ngang cắt nhau rất là đẹp. Con này cái phối nó cũng rất là sang nha. Phía cánh tay thì nó cũng được thêu chữ Tommy Hilfiger đây. Con này phối cũng rất đẹp. Nó mặc theo kiểu cái phong cách lịch sự nha mọi người. Con này màu sắc cũng còn rất là đẹp. Và cái form dáng của nó cũng gần như là nguyên vẹn rồi. Đây, mọi người nhìn vào cái cổ áo là mọi người biết cái độ mới của nó này. Con này cũng rất là đẹp nha. Một sản phẩm chính hãng của Tommy. Con này tương ứng với size XL giúp em. Dài 75, ngang 60, vai là 50. Con này tương ứng với size XL. Phối đẹp nha. Con này phối rất đẹp. Và cái chất liệu cốt tông của thằng Tommy thì nó cũng rất cao cấp. Một cái thương hiệu nổi tiếng toàn cầu rồi. Tiếp theo, con này mã Y9. Y9 thì em có một sản phẩm của thương hiệu Puma. Con này cũng chất cốt tông 100%. Chất cốt tông mềm này. Chúng ta có cái logo được thêu con báo cực kỳ đẹp ở đây. Cái logo thêu, những cái sản phẩm mà có cái logo thêu như thế này thì cái giá trị nó cao, rất cao nha, cao hơn rất là nhiều so với những cái logo được dập bằng cao su. Điều đó cũng dễ hiểu thôi mà. Đây, con Puma này phối màu xám rất đẹp. Dài 72, ngang 55, vai 45. Con này tương ứng với size L giúp em. Một sản phẩm chính hãng của Puma, chất cốt tông mềm cực kỳ đẹp nha. Con này độ mới thì siêu mới luôn. Size L. Mã Y10. Y10 thì em có một sản phẩm của thương hiệu Fred Perry. Con này con bông lúa đây. Một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng và đắt đỏ của Anh Quốc rồi. Con này phối màu xanh than nha. Con này mọi người mặc ở ngoài, mọi người nhìn ở ngoài ấy, thì cái phối màu nó rất là sang. Phối màu xanh than này. Con này thì gần như là còn nguyên bản luôn. Từ cái form dáng cho tới cái màu sắc. Nhưng mọi người lưu ý giúp em ở trên cổ. Ở phía trên phần cổ này, phía trong thì nó bị bay màu nhẹ nha. Nó bị bay màu nhẹ ở phía bên trong như thế này. Còn phía ngoài thì không ảnh hưởng gì hết. Con này cái chất liệu cốt tông của nó cực kỳ dày dặn. Và con màu này rất là sang luôn. Bông lúa đây ạ. Chắc hẳn là các anh chơi đồ hiệu thì sẽ biết cái thương hiệu này. Nó cũng rất, cái giá trị của áo của nó cũng rất là cao ấy. Dài 75, ngang 55, vai 45. Con này tương ứng với size XL giúp em. Y11 thì em có một sản phẩm của thương hiệu Adidas. Con này cũng chất cốt tông, có giãn nhẹ. Và logo là logo thêu. Con này phối kẻ sọc ngang. Cũng rất là nhiều người thích những cái phối như thế này. Bởi vì phối nó rất là đẹp. Nó nhã nhặn và lịch sự. Tem chính hãng của Adidas đây ạ. Con này về tổng thể độ mới nó cũng khá là cao. Form dáng còn nguyên, màu sắc cũng gần như là còn nguyên bản luôn. Nhưng mọi người lưu ý giúp em ở đây nó có một cái lỗi nhỏ nha. Đây, bởi vì trước kia ở đây nó có một cái logo của Nike. Nhưng do ép kiện này, cái cao su này thì nó đã bị bay màu rồi. Thì cái này mọi người có thể tự xử lý được. Mọi người có thể tự tẩy được nha. Nó không phải là lỗi. Con Adidas này cũng rất đẹp. Phối sọc kẻ ngang này.
form dáng gần như là còn nguyên vẹn luôn. Mã Y11 dài 70 ngang 55 vai 50, con này tương ứng với size L giúp em ạ. Mã Y12 thì em có một con Tommy nha. Con Tommy màu xanh than, màu đen xanh, màu đen này. Có một cái logo của Tommy ở đây. Con này về tổng thể thì độ mới thì em chỉ cho được trên 8 điểm một tí thôi. Con này độ mới thì tầm 8 điểm thôi. Nhưng mà cái form của nó vẫn còn rất là đẹp. Form của nó vẫn còn rất là đẹp nha. Và cái chất liệu cốt tông của thằng Tommy nó cũng rất là cao cấp. Con này độ mới nó không quá cao đâu. Con này trên thông số để size L, dài 65 ngang 51, vai là 43. Con này tương ứng với size M giúp em. 60 cho tới 65 cân mà cao dưới 1m7 nha. Một con Tommy chính hãng. Nói chung là con áo này nó vẫn còn rất là đẹp, nhưng mà cái màu sắc của nó thì nó đã bị xuống màu một chút rồi, nên thì em sẽ bán với cái mức giá nó ok nha. Và đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay rồi. Em xin cảm ơn tất cả mọi người và kính chúc mọi người có một ngày thật vui gia đình ạ.